Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho mọi người một cái cách để mà mình làm khung bảo vệ cực nhanh đấy các bạn. Thì bây giờ trước mắt á, để mà làm một khung bảo vệ cực nhanh thì mình sẽ làm một cái khung sẵn nha. Mình sẽ làm một cái khung sẵn. Đối với cái khung này các cái thước mà nó giống nhau á, là một khung sẵn. Bắt đầu mình sẽ cắt sắt ra sao cho nó đều nhau hết các bạn. Bắt đầu mình sẽ trồng cái khung đó lên để mình làm nha. Thì qua cái video này thì mình xin chia sẻ với mọi người, ngoài cái cách mà làm khung nhánh thì chia sẻ cho các bạn cái cách để mà làm khung bảo vệ luôn. Thường thường thì cái khung bảo vệ này thì mình hay làm là sắt vuông 14 nha các bạn. Thì sắt loại này thì sẽ làm dày 1 ly 2. Cái loại khung mẫu vệ này thường thường thì mình sẽ làm cho trường học hoặc là những cái nhà mà nếu mà làm cho nhà thì mình có thể làm bằng inox, thay bằng inox cũng được, nhưng mà nếu mà làm bằng cái khung sắt này thì nó giá nó sẽ rẻ hơn nha các bạn. Thì mình sẽ cho mọi người xem cái bản vẽ và kích thước chi tiết cho những bạn nào mà đang có lấy mẫu á. Đây là cái bản vẽ khung bảo vệ lớn nha các bạn, làm gắn cho cái cửa sổ lùa. Đây cũng là cái cửa sổ lùa luôn nha các bạn. Đây là cái khung bảo vệ mình đang làm nè, là gắn cho cái cửa sổ lùa luôn nha các bạn. Thì cái đó sẽ gắn cho cửa sổ lùa mẫu hai cánh. Thì sau video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái video để mà là cách cộng trừ á, sao để mà mình làm một cái cửa sổ lùa nhôm nha các bạn. Thì trên kênh của mình cũng có rất là nhiều video về cái mẫu cửa sổ lùa nhôm rồi. Mình chưa có làm video nào về cách cộng trừ đo để mà cắt. Thì sau video này mình sẽ làm một cái video cụ thể nha bạn. Thì mọi người thấy cái cách làm khung bảo vệ của mình á, đối với những khung bảo vệ giống nhau á, thì mọi người sẽ cắt những cái cây kích thước cùng một cỡ hết nha các bạn. Mình sẽ hàn một cái khung sẵn, bắt đầu mình sẽ lấy ke đo xéo hai đường góc á. Hai đường xéo bằng nhau, bắt đầu mình sẽ lấy ke lại và mình làm một cái khung cắt sắt và mình sẽ đưa vô làm khung. Thì với cái cách này thì mình hàn khung bảo vệ cực kỳ nhanh nha bạn, rất là nhanh. Mọi người khi xem video nhớ like và đăng ký kênh để mà có thể xem những video mới nhất mà mình thường đăng lên các bạn. Thì thường thường mình sẽ đăng video vào lúc mà 10 giờ trưa nha. Thì đây thì mình hàn chấm bon. Các bạn chú ý là khi chấm bon á thì mình nên chấm ở góc nha các bạn. Ở góc của cái cây á, để mà nó hạn chế lủng. Một là hạn chế lủng, hai là khi mình hàn á thì một là nó nằm đầu cái mối hàn, hai là nằm cuối mối hàn, cho cái đường hàn khi mình hàn qua nó không bị mô lên các bạn, không bị dung lên á. Thì có thể đầu hoặc cuối mối hàn thì nó sẽ hạn chế cái tình trạng mà mô cái đường hàn lên. Nếu mà bạn chấm ở giữa thì khi mà hàn lại hàn chết lại thì nó sẽ bị cái đường hàn sẽ to ra nha các bạn. Chú ý nha, nên chấm điểm nhỏ ở phía đầu hoặc là ở phía mép của cái cây thôi nha các bạn. Với lại rất là hạn chế lủng, không lủng nha các bạn, tại chỗ đó là nó sẽ dày hơn những chỗ khác. Làm cho nhà nào ạ? Thì sau khi mà đã hàn điểm xong thì bây giờ mình sẽ quay lại mình hàn chết nha. Nếu mà các bạn nào có máy hàn mít á, thì máy hàn mít 250 thì có thể hàn để cho nó đẹp. Hàn xong rồi mài nha các bạn. Mài và sơn. Mài bằng mặt và sơn. Thì cái này là mình đang làm mẫu cho cái trường học các bạn. Máy mít thì mình đang xài đó là máy mít 250. Thì phía bên dưới phần mô tả video cũng như bên bình luận mình có chia sẻ cho mọi người những cái máy mít mà mình thấy tốt các bạn, thì mọi người có thể mua về dùng nha. Thì video mình tới đây cũng xin được tạm dừng. Mọi người khi xem video nhớ like và đăng ký kênh để mà cập nhật những video mới nha.